Quý vị vẫn giữ làng nghề TV và kính thưa quý vị, sau đây để tiếp tục chương trình, Linh Nga xin được gửi tới quý vị những bản tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào hôm Chủ nhật vừa qua, người dân Armenia tưng bừng chào đón lễ hội nước Vardava. Lễ hội giúp cho mọi người tạm xoa dịu cái nóng oi ả của mùa hè khi họ cùng tham gia trò tấn công nhau bằng nước. Không khí của lễ hội diễn ra hào hứng nhất tại vòi phun nước ở trung tâm thủ đô Yerevan. Dưới cái nóng hơn 30 độ C, mọi người không ai phiền lòng khi bị những xô nước mát tạt thẳng vào người khiến cho họ bị ướt sũng. Khách bộ hành cũng là mục tiêu của những cuộc tấn công bằng nước từ trên ban công của các chung cư. Một cư dân Yerevan cho biết, đây là lễ hội rất hay, nó mang lại niềm vui và giúp cho mọi người trở nên gần gũi với nhau. Lễ hội nước Vardava ra đời từ nhiều thế kỷ qua, nó có liên quan đến nữ thần nước, tình yêu và sinh sản là Asgik của người Armenia. Mới đây, các tài xế xe truck ở Colombia đã có dịp phô diễn kỹ năng cầm lái của mình trong cuộc thi mang tên Cuộc đua xe bán tải quốc gia Mobo Del Vac lần thứ 25. Đây là cuộc thi thường niên thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân tại quốc gia châu Mỹ Latin này. Cuộc thi được tổ chức tại tỉnh Cundinamarca, miền Trung Colombia với sự tham dự của 100 thí sinh. Cuộc thi bao gồm nhiều nội dung, trong đó có phần thi về tốc độ, khả năng giải quyết tình huống trên đoạn đường đua dài 2.040m và phần thi xe tải được trang trí đẹp mắt nhất. Ban tổ chức cho biết cuộc đua không chỉ là nơi tranh tài của cánh tài xế mà là cơ hội để mọi người giải trí. Có khoảng 2.500 người được đưa đến để làm việc trong cuộc thi này. Họ là nhà thiết kế, chuyên gia về xe tải và cả lực lượng an ninh. Phần thưởng dành cho người thắng là 60.000 Mỹ Kim. Thưa quý vị, các nguồn tin về công nghiệp Nam Hàn cho biết doanh số bán hàng ở ngoại quốc của các dòng xe mui kín cao cấp như Genesis và Ikis của Hyundai Motor đã tăng hơn gấp đôi trong 5 tháng đầu năm nay nhờ nhu cầu gia tăng tại Hoa Kỳ. Theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm nay, Hyundai Motor sản xuất xe hơi hàng đầu Nam Hàn đã xuất cảng tổng cộng là 28.865 xe Genesis, Equis và Grandeur so với 12.958 xe cùng kỳ năm ngoái. Năm nay, Hyundai Motor đã bán được tổng cộng là 13.553 chiếc Grandeur tại thị trường nước ngoài, gấp khoảng 3 lần so với 5 tháng đầu năm ngoái. Trong khi lượng xe Genesis tăng lên 56% lên 12.510 xe và Equis tăng 45% lên 2.802 xe. Mức tăng mạnh mẽ doanh số bán hàng ở nước ngoài của dòng ô tô mui kín cao cấp Hyundai Motor được thúc đẩy chủ yếu nhờ người tiêu dùng Hoa Kỳ ngày càng ưa chuộng dòng xe này. Tại thị trường Hoa Kỳ, trong 5 tháng đầu năm nay, Hyundai đã bán được 10.566 xe Genesis, dẫn đầu về lượng xe tiêu thụ bình quân kể từ tháng 3 với 2.000 xe một tháng. Doanh số bán xe Grandeur còn được gọi là Azera tại thị trường này cũng tăng mạnh, với tổng cộng là 5.238 chiếc SG Grandeur được tiêu thụ trong 2 tháng 4 và 5. Thưa quý vị, hãng sản xuất xe hơi Ford Motor vừa công bố sẽ thu hồi hơn 8.000 xe thể thao đa dụng Escape 2013 tại thị trường nội địa Canada và Mexico do một lỗi thiết kế có thể ảnh hưởng đến bàn đạp thắng. Xe Escape 2013 trong diện thu hồi được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 7 tháng 6 vừa qua. Có tổng cộng là 8.266 chiếc thuộc diện này. Ford cho biết tấm thảm sàn ở khu vực gần chân ga và chân thắng có thể bị đẩy ra ngoài, làm giảm khoảng trống quanh chân thắng. Khi ấy, người lái có thể chỉ chạm được cạnh của chân thắng khi chuyển qua từ chân ga. Nếu trường hợp này xảy ra, khoảng cách thắng xe sẽ xa hơn và nguy cơ va chạm trên đường tăng lên. Ford thông báo những chiếc xe Escape 2013 mắc lỗi này sẽ được sửa miễn phí. Escape là dòng xe bán chạy thứ nhì của hãng này. Hãng tin BBC cho biết giá cả bán xỉ tại thị trường Ấn Độ tăng chậm hơn dự báo trong tháng 6 vừa qua. Nhờ đó, tỷ lệ lạm phát ở quốc gia này cũng tăng chậm lại, mặc dù giá cả lương thực tiếp tục biến động. Theo dữ liệu chính thức của nhà chức trách Ấn Độ,
Giá cả bán sỉ tăng 7,25% trong tháng 6, còn lạm phát hồi tháng 5 tăng 7,55%. Cùng lúc, giá cả lương thực vẫn tiếp tục tăng với mức 10,81%, tức là cao hơn đôi chút so với con số 10,74% vào tháng 4 trước đó. Trong khi đó, giá nhiên liệu tăng chậm hơn dự báo với mức 10,27% trong tháng 6 do giá dầu thế giới hạ nhiệt. Những tháng gần đây, nền kinh tế Ấn Độ trở nên trì trệ. Trong tam cá nguyệt một năm nay, tổng sản phẩm quốc nội GDP của quốc gia này chỉ tăng trưởng 5,3%, mức thấp nhất hàng tam cá nguyệt trong vòng 9 năm qua. Trước tình hình đó, nhiều chuyên gia kêu gọi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ RBI cắt giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp và gia tăng và gia cư nhằm kích thích đầu tư và chi tiêu. Tháng 4 vừa qua, RBI đã hạ lãi suất cơ bản nửa điểm phần trăm xuống còn 8%, đồng thời cảnh báo rằng những lần cắt giảm tiếp theo, nếu có, sẽ phụ thuộc vào chỉ số giá cả bán sỉ. Tuy nhiên, dù chỉ số này đã tăng chậm lại trong tháng 6, nhưng vẫn còn ở mức cao hơn so với các quốc gia khác. Trong khối, các quốc gia có nền kinh tế mới nổi, BRICS, dự tính RBI sẽ công bố chính sách lãi suất mới vào cuối tháng này. Một nhóm các nhà khoa học Uganda vừa đưa công nghệ sinh học tiến xa thêm một bước khi cấy ghép thành công loại chuối có lượng vitamin A và sắt gấp khoảng 4 lần so với các thành phần này trong loại chuối tự nhiên. Giống chuối mới cho quả có màu giống màu cà rốt. Để sản xuất giống chuối này, các nhà khoa học đã tách các gene của carrot và cấy trống trên chuối để tạo thành một giống chuối biến đổi gene. Theo các nhà khoa học thuộc Phòng Thí nghiệm Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc gia Uganda, NARO, giống chuối mới không chỉ giàu vitamin A và sắt mà còn có khả năng kháng lại loại giun tròn, sinh vật có thể làm giảm tới 60% sản lượng mùa màng tại Uganda. Ông Andrew Kikunder, giám đốc nghiên cứu của NARO cho biết, giống chuối mới sẽ giúp cải đổi tình trạng thiếu dinh dưỡng của người dân Uganda và giảm khoảng 40% thiệt hại về sản lượng cho nông dân so với việc trồng giống chuối cũ. Hàng năm, tại các quốc gia đang phát triển có khoảng 600.000 trẻ em dưới 5 tuổi thiệt mạng do thiếu vitamin A. Thiếu vitamin A cũng là nguyên nhân có thể dẫn đến mù lòa và tử vong ở các bà mẹ. Nhà phát minh người Philippines Jaime Navarro vừa tìm ra cách biến rác thải nhựa thành nhiên liệu dành cho xe cộ. Theo hãng tin Reuters, ở một quốc gia nơi mà những bãi rác to bằng cả ngọn đồi không còn là hình ảnh xa lạ, thì sáng kiến này được xem là giải pháp thiết thực nhằm giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hiện nay.